Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Biến lớn, Trung Quốc đau đớn khi Nga ra lệnh bắn chìm hai tàu chiến Bắc Kinh ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột dữ dội trên Biển Đông, bất ngờ Nga bắn chìm liên tiếp hai tàu chiến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Nga, làm cho phía Bắc Kinh tức giận đùng đùng. Sau khi nổ súng vào tàu chiến thứ nhất, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga đã bắn liên tiếp chiếc tàu chiến thứ hai của phía Trung Quốc, bắt giữ tổng cộng 100 thủy thủ đoàn. Báo chí của Trung Quốc đã nóng mặt lên tiếng chỉ trích hành động của Nga là không thể nào chấp nhận được khi liên tiếp bắn chìm tàu của phía Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, cả hai tàu chiến trên bị bắn vì lý do xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Tân Hoa Xã dẫn lời lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Vladivostok của Nga cho biết, Nga đã bắn chìm tàu chiến thứ hai của Trung Quốc chỉ cách 3 giờ đồng hồ sau khi tàu số 1 bị bắn hạ. Được biết, hai tàu chiến của phía Trung Quốc di chuyển từ đảo Hải Nam đi về vùng Viễn Đông của Nga để thám thính. Tuy nhiên, khi hai tàu chiến của phía Bắc Kinh đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga thì bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nga phóng tên lửa nhấn chìm. Trước đó, theo hãng tin Moscow của Nga đưa tin, lực lượng quân đội và hải quân Nga đã rất nhiều lần nổ súng cảnh báo hai tàu chiến của phía Trung Quốc khi xâm phạm vào vùng lãnh hải của Moscow. Theo hãng CNN cho biết, khi hai tàu chiến xâm phạm đến vùng lãnh hải Nga thì hải quân của Moscow đã yêu cầu hai tàu chiến của Trung Quốc dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, phía tàu của Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo và vẫn tiếp tục tăng tốc bỏ chạy, bất chấp yêu cầu dừng lại. Sau 5 giờ truy đuổi cấp tốc trên Biển Đông, tàu của Nga buộc phải nổ súng và phóng tên lửa bắn thẳng vào tàu của phía Trung Quốc nhưng không gây thương vong cho thủy thủ đoàn phía Trung Quốc, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nga cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên phía Nga thông báo cảnh báo tới tàu chiến của phía Trung Quốc, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hải quân của Nga cho nổ súng bắn tên lửa để răn đe phía tàu Trung Quốc. Hành vi xâm phạm vào vùng biển của Nga, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga cho biết đã rất nhiều lần tàu chiến của phía Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở Biển Đông. Tuy nhiên lần này rất căng thẳng khi phía Trung Quốc không nghe theo mệnh lệnh của hải quân của Nga, buộc phía Nga phải cho phóng tên lửa nhấn chìm hai tàu chiến nói trên. Theo tờ báo Hoàn Cầu của phía Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh đã thừa nhận hai tàu của phía Trung Quốc đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga, nhưng phía Moscow đã cho nổ súng và phóng tên lửa bắn thẳng vào hai tàu của Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, hành động của chính quyền Tổng thống Putin là đáng bị lên án. Hành động đó được cho là khơi mào cho một cuộc chiến tranh giữa Moscow và Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ qua vụ việc này. Còn theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post, dẫn lời một quan chức của Bắc Kinh cho rằng Nga hành động quá nông vội và coi thường với Trung Quốc, hành động đó được cho là quá bạo lực. Tờ báo còn không quên nhắc lại vụ đụng độ này lửa năm 2018 tại vùng biển này. Khi đó, một tàu tuần tra của Nga đã đâm bẹp một tàu cá của phía Trung Quốc vào cuộc đụng độ căng thẳng ở Biển Đông xảy ra giữa Bắc Kinh và Moscow năm đó rất khốc liệt. Suýt chút nữa thì nó đã biến thành một cuộc chiến tranh trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Nga. Dẫn lời một vị chỉ huy hải quân của quân đội Nga cho biết, các tàu của Trung Quốc liên tục xâm phạm vào vùng biển của chúng tôi. Gần đây nhất, Trung Quốc đã cho 5 tàu tuần duyên đi vào ranh giới nguy hiểm trên bờ biển của Nga và đã bị chúng tôi thông báo nhắc nhở. Nhưng lần này phía Trung Quốc lại tái diễn. Khi chúng tôi phát đi thông báo, cảnh báo thì phía tàu của Trung Quốc đã tỏ ý thách thức, buộc chúng tôi phải sử dụng biện pháp cứng rắn để trừng trị Bắc Kinh để không có lần tái diễn tiếp theo. Tờ báo của Nga còn cho biết thêm, trong thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Nga ông Putin liên tục tăng cường cảnh giác cũng như theo dõi tất cả các hoạt động của phía Trung Quốc trên Biển Đông, bởi vì Moscow cho rằng Bắc Kinh ngày càng trỗi dậy trong khu vực. Theo hãng CNN của Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Putin tuy xác định Trung Quốc là đối tác thương mại cũng như ngoại giao, nhưng Moscow cũng đồng thời xem đây là đối thủ tiềm tàng trong việc kiểm soát nguồn tài nguyên ở vùng Viễn Đông. Những năm gần đây, Nga phát triển mạnh mẽ về mặt quân sự lẫn kinh tế ở vùng Viễn Đông để gia tăng sức ép lên chính quyền ông Tập Cận Bình và để tăng cường sự hiện diện về mặt chính trị của Nga trên vùng Viễn Đông, và thậm chí còn lập hẳn một bộ để trông coi khu vực này.
mục đích là để ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược và trỗi dậy của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua chưa có hồi kết mà nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc gây ra, Nga đã quyết định vào cuộc bắt tay với cả Ấn Độ để trừng trị phía Trung Quốc. Lãnh đạo hai bên đã nhất trí thành lập một tuyến thông thương hàng hải mới, trong đó có đoạn đi xuyên qua Biển Đông. Động thái này được đánh giá là thách thức trực tiếp ảnh hưởng của phía Trung Quốc ở khu vực này, và cũng theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra tại thành phố Moscow, phái đoàn của hai nước Nga, Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập một tuyến hàng hải mới trên Biển Đông, thách thức phía Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Hai nước sẽ thành lập liên doanh phát triển và sản xuất vũ khí, khí tải hiện đại bậc nhất của thế giới cho quốc phòng, cũng như cải thiện hệ thống hỗ trợ hậu mãi cho hai nước, để sắp tới hai nước lên kế hoạch trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, không cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông và ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, tuyến hàng hải mới dự kiến sẽ kết nối thành phố Vladivostok của Nga với cả thành phố Mumbai của Ấn Độ và sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai nước so với tuyến hàng hải truyền thống dài hơn 16.000 km nối từ thành phố St. Petersburg và thủ đô Mumbai của Ấn Độ hiện đại. Và các chuyên gia còn cho biết thêm, đáng chú ý nhất là một đoạn trong tuyến hàng hải này cũng băng qua khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Đây là tín hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Ấn Độ đã chạm tới một mốc quan trọng, và việc hợp tác với cả New Delhi sẽ giúp và đối phó với ảnh hưởng của Bắc Kinh ở mức độ nào đó khi nước này đang tìm cách tăng cường sự ảnh hưởng của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng của Ấn Độ, ông Modi, sau đó đã khẳng định tuyến hàng hải mới hoàn toàn phù hợp với chính sách hướng Đông mà New Delhi đang theo đuổi, với mục tiêu phát triển hợp tác chính trị, kinh tế giữa khu vực và Đông Nam Á với cả Ấn Độ. Được biết, Ấn Độ hiện là một nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới và là thứ 3 tại châu Á. Hơn 55% giao thương của nước này đi qua các tuyến hàng hải quan trọng eo biển Malacca, Biển Đông, do đó đã trở thành một mắt xích trọng yếu trong tham vọng thương mại của Ấn Độ. Lợi ích của Ấn Độ sẽ càng được đảm bảo nếu vị thế của Ấn Độ ở Biển Đông được củng cố trong bối cảnh các cường quốc khác cũng đang hoạt động mạnh mẽ tại đây. Thưa quý vị, trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Ấn Độ, ông Kumar, đã tuyên bố nước này quan tâm đến hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông vì vùng biển này là một phần lợi ích chung của toàn thế giới. Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở tại vùng biển quốc tế theo đúng luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước về Luật Biển năm 1982, và tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh có rất nhiều tàu chiến của Trung Quốc đang án ngự ở ngoài Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra cũng trong cùng thời điểm mà nước Nga vừa cho bắn hạ hai tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài vùng biển của Moscow, và đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Nga. Vì thế, các tàu chiến của phía Trung Quốc xâm phạm và theo như quy định sẽ bị bắn bỏ nếu như không được sự cho phép của phía Moscow. Và chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ chỉ trích lên án phía Nga đã bắn hạ hai tàu chiến của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Và các diễn biến liên quan tới Biển Đông cũng như là liên quan tới các tàu chiến của Trung Quốc và Nga, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay, chúng tôi xin phép được dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi, cập nhật những tin tức hàng ngày khi chúng tôi phát sóng. Chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo của Tin Mới. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.